Chào cô chú anh chị nha. Hiện tại thì Khoa đang ở xã Tân Thới để giới thiệu cho quý anh chị một cái nền đất với mặt tiền ngang là 7m, chạy dài là 35m nha cô chú anh chị. Nằm trên mặt tiền đường đan hiện hữu là đường 4m, đan thì 3,5m, đường thông hướng này lên phà Bình Ninh ha, hướng này thì quẹo xuống chợ, hướng ngược lại thì ra tỉnh lộ 8B, rẽ bên trái cũng đi xuống chợ, rẽ bên phải về Thành Ninh. Rồi lô đất của mình đây nha cô chú anh chị, trụ ranh rõ ràng đây ha, từ trụ này ngang qua tới bờ đường nước này ha là 7m, chạy dài xuống là 40, chạy dài xuống là 35-36m nha cô chú anh chị. Đất mình thì bên này là đường nước ha, đường nước công cộng lấy từ kinh vô. Để vô mấy cái hộ dân bên đây thì mình có thể sử dụng cái đường nước này để làm cái view nghỉ dưỡng, hoặc là mình xử lý nước sinh hoạt. Đất mình thì nền bơm cát cao ráo ha, từ đây nhìn ra hướng ngoài lộ ha. Phía sau đất mình có một cái con kinh nha cô chú anh chị, đây là kinh công cộng nhà nước, thích hợp cho cô chú anh chị mình về đây mình làm cái view nghỉ dưỡng, mình làm cái bàn trà, dăng mấy cái võng ngoài sau đây, ngoài sau nhà đây mình làm một cái view nghỉ dưỡng ha, rất là mát mẻ luôn. Đây là công cộng của mình luôn nha, rạch này là thông vô từ ngoài sông ngoài kia vô ha, thông vô trong đây thì vô trong tất cả các hộ dân nằm trên cái hướng rạch lấy nước này luôn nha cô chú anh chị, thông vô tới tỉnh lộ 8B luôn. Ở đây thì khu vực mát mẻ, không khí ôn hòa, trồng được rất là nhiều loại cây ăn trái nước ngọt ha. Khu vực này nước ngọt phù sa vô quanh năm nha cô chú anh chị. Trồng thích hợp cho cô chú anh chị thì trồng dừa, cây ăn trái như là xoài, mận, mít, bưởi này kia nọ thì rất là tươi tốt ha. Ở đây gần sông Mekong nha cô chú anh chị. Từ đây mình ra tới ngoài lộ kia tầm khoảng 700m, 600m nào ra tới sông Mekong, sông Cửa Tiểu. Rồi giá của thửa đất này chủ đang kêu một cái giá cực kỳ rẻ cho cô chú anh chị luôn, 290 triệu nha cô chú anh chị. Nền của mình thì ngang 7m, chạy dài là 35m, tổng cộng là 244m² ha. Trong đó thì mình có được 100m² thổ cư, còn lại thì khoảng 144m đất cây lâu năm. Khu vực này thì mát mẻ trong lành, nền thì bên Khoa cũng đã bơm cát hết rồi, rất là cao ráo. Phía sau thì hàng rạch thì hay là đường nước đều có tấn dừa hết ha, rất là kiên cố luôn. Thì rạch thì không có sợ sạt lở gì, rạch thì nó chỉ bồi vô thôi cô chú anh chị. Đường rạch thì nước lấy nước từ sông vô thì nước chảy rất là nhẹ nhàng, thì nước từ sông vô nó chỉ bồi cái con rạch nó càng ngày càng hẹp lại thôi, chứ không có sạt lở ở cái con rạch ha. Ngoài sông rồi nọ kia nọ thì mình mới sợ thôi, nhưng mà trường hợp đó cũng rất là ít. Còn rạch thì phù sa nó chỉ chảy vô thôi, nó chỉ bồi cái con rạch rồi lá nó lấn từ từ rồi bít cái con rạch thôi, chứ không có sợ sạt lở được. Đường nước cũng vậy hết cô chú anh chị. Từ đây mình ra tỉnh lộ tầm khoảng 600m ha. Nếu quý anh chị muốn tham khảo thì bây giờ hiện tại Khoa sẽ dẫn quý anh chị ra ngoài tỉnh lộ 8B luôn ha, cho quý anh chị được tìm hiểu thêm cái hướng ra lộ. Thì cặp bên hông đây Khoa cũng còn một lô là 5m ha, giá thì 230 triệu. Còn lô 7m thì 290 triệu nha cô chú anh chị. Rồi để Khoa dẫn quý anh chị ra ngoài đầu đường tỉnh lộ 8B. Đường này thì xe 16 chỗ mình vô lọt hả cô chú anh chị, rất là rộng luôn. Hướng này mình cũng lên phà Bình Ninh đường này cô chú anh chị, còn hướng đó mình cũng ra được tỉnh lộ ha. Thôi để Khoa dẫn quý anh chị đi hướng này ha,
cho mình. Nếu mà quý anh chị ở bên Mỹ Tho hay Chợ Gạo, mình đi cái hướng này mình nhìn nó sẽ gần hơn chút xíu ha. Đi bên đó cũng vậy thôi, ra đó thì cũng tầm 400m nữa ra trên lộ, đường này thì cũng vậy hết quý anh chị. Cách Sài Gòn khoảng 65 đến 75 km ha. Mình cách Mỹ Tho thì khoảng 18 km, là mình qua phà, mình chạy đồng Chợ Trà, Chợ Gạo, mình chạy thêm khoảng 18 km là mình tiếp giáp với cổng chào Mỹ Tho rồi. Đây khu vực tâm dân á, nhà cửa chi chít luôn. Rồi mình rẽ bên tay trái là mình ra cho chỗ chợ nè, trường học nè, thấy coi chú anh chị. Mình rẽ bên tay phải là mình về Thành Ninh. Cô chú anh chị mà quan tâm cứ liên hệ cho Ba, số điện thoại là 0334474430 hoặc là 0766450076. Và nhà đất Tiền Giang sẽ dẫn nhà tư vấn quý chị xem đất ha. Và xin nhắc lại là cái lô 7m thì giá chỉ rất ưu đãi cho quý anh chị ha, 290 triệu. Còn lô 5m liền kề đó thì giá 230 ha. Rồi tới phà Bình Ninh mình nha cô chú anh chị. Rồi quan tâm thì cứ liên hệ cho em ha. Và kết thúc video đây, cảm ơn cô chú anh chị rất nhiều.